chicha que cacabán. Então como se vamos matar se ninguém vai ver? Mata. Galinha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Tony Phong Cuộc Sống Trong Phim ngày hôm nay. Hiện tại là bác chủ nhà là mọi người xây nhà thì hôm nay là bác ấy sẽ khao một bữa thịt gà. Nhưng mà mọi người bây giờ là phải đi đuổi các bạn ạ. Galinha Branca. Khả năng là gà sẽ chạy mất rồi. Hiện tại là gạch thiếu nên là buộc là phải xây là 12 mét, à 12 hàng các bạn ạ. 12 hàng đằng trước và đằng sau là 11 hàng. Đằng sau là 11 hàng, đằng trước là 12 hàng. Bác cái thích cửa sổ nhỏ nên là sẽ xây cửa sổ nhỏ thôi. Là ngoài kia thì là thanh niên đang đuổi gà. Đuổi gà ban ngày bắt không biết là có bắt được không. Aqui. Tá aí. Aí ainda tá aí. Tá aí. Você não vem mais daqui, ué. Ué, vem do caminho, sobe com o caminho. Cuidado, pessoa. Não, pera, tem pessoa entrar lá. Companhia! Tá bom. Cuidado, você sai lá. Tá bom. Sai lá. Amba, companhia! Mais ainda. Manu. Não te acorda. Dá mais. À, bác sẽ thịt một con gà để chiêu đãi thợ xây. Ainda. Người ta bông vừa ta kể hiện tại là cái hố này để đào làm lấy vữa thì cũng đã rất là sâu rồi. Con gà này không biết có đủ được để cho mỗi người được một miếng không. Rất là đông người. Đây là cách thịt gà của người châu Phi các bạn nhé. Là người ta sẽ bẻ cổ và đã chết. Thế là con gà sẽ chết và người dân sẽ vặt lông. Sai distante. Bocado.
Mana? Eh, telefon ni. Apa ni kapinyu? Aten jasa itu. Tengai. Công trình xây nhà của bà cụ thì hôm nay là từ giờ đến tối là xong, công trình sẽ hoàn thiện. Tuy là thợ cũng không lành nghề lắm, nhưng mà ngôi nhà thì cũng đã được dựng lên xong rồi. Chỉ còn khoảng 2 hàng nữa, 3 hàng nữa thôi. Mọi người cũng đang cố gắng phấn đấu cho xong thì bắt đầu là mọi người sẽ nghỉ ăn sau khi ngôi nhà đã được xây xong. Không biết là bác ấy nuôi được chuột ở đâu, không biết được. Thấy nó cứ kêu lên nhưng mà mình chưa nhìn thấy nó đâu cả. Ta kì. Nên đen từ đây. Bác cũng bịt cả lưới rất là cẩn thận. Không là sợ nó chạy mất, nó ra vườn mất là mất. Lá cây hoa fora bay dê. Vê bom. Bandeira. Vem. Não sabe. Não, não sei lá. Bay dê ơi. Vê bom á. Lá đùa lanh xin mà nó tô bom. Tu. Ở trong nhà bác ấy cũng rất là rộng. Sau này cái bảng này các bác ấy sẽ để những cái chai lọ mà để đựng đỗ hoặc là nói chung là đựng được rất nhiều thứ, bác ấy sẽ để lên trên đấy. Tại vì này cái tấm gỗ này nó rất là to. Bác thì cũng đã nấu xong rồi, chỉ đợi thợ xây. Mọi thứ
là mọi người cũng đã giúp đỡ nấu xong và đã thợ xây, khi xong xây xong là bắt đầu là ăn thôi. Mẹ có mẹ à? Hiện tại đây là món thịt gà mà bác ấy cũng đã thịt xong, và người bác mọi người ở đây cũng đã thịt xong và đã nấu xong, bây giờ chỉ có đợi thợ xây thôi. Đây là một con gà cho rất là nhiều nước, một con gà thì không thể đủ một số người ở đây được, ở đây rất là đông người thì là sẽ phải cho nhiều nước để cho nó được nhiều thịt gà hơn. Đằng trước thì chỉ còn khoảng tầm 4-5 viên thôi là mặt đằng trước là xong. Còn phần bên mặt bắc dê thì còn khoảng 2 hàng nữa. Hôm nay mọi người cho mình được kết thúc video tại đây. Hẹn mọi người video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ kênh của Tony Phong. Nhà thì trong vòng khoảng 2 ngày là mọi người là sẽ xây xong đúng theo kế hoạch. Não, pode ir no mundo, parece. Já estou doido. Já tem essa cabeça.